show thì các bạn sẽ tìm ra những trường đại học nào được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận. Thứ hai là được Bộ Giáo dục Mỹ của bang California, tức là về hội đồng y khoa của bang California, của thành phố Cali, bang New York. Ở đây có học sinh Mỹ 82 người học, là bởi vì họ có thể quay trở về đây họ làm việc được. Chứ người ta không thể đi học mà ta quay trở về ta làm việc không được. Thứ hai nữa đó là về gọi là hội đồng y khoa của Anh. Ở đây học sinh Anh họ cũng học luôn. Còn về EU thì được công nhận toàn bộ thì không phải nói rồi. Bởi vì khi gia nhập EU thì bắt buộc anh phải ở trong cái chuẩn đó. Nó có những cái chuẩn mà ở bên các cái nước nào gia nhập vào EU phải chịu cái chuyện đó. Và cuối cùng là Việt Nam. Việt Nam mình và Hungary ký kết đào tạo với nhau thì từ trước khi hòa bình cho tới bây giờ. Những cái giấy chứng nhận của tôi nói về những cái cơ quan chức năng phía trước đó, thì quý vị muốn xem thì quý vị có thể đến Trung tâm Đào tạo Việt Nam và điểm chúng tôi có những cái bản copy của bên trường họ pass qua. Ngoài ra thì các bạn học sinh có thể trao đổi sinh viên, tham dự cái chương trình trao đổi sinh viên năm thứ 6 tại trường đại học New York Buffalo nếu như các bạn thích. Cái này là không ép buộc, bởi vì trường này họ trao đổi với ba trường y của Hungary, tức là sinh viên của Mỹ qua đây học học kỳ, sinh viên Hungary có thể qua đó học học một học kỳ, thì cái điểm đó là các bạn được công nhận chứ không phải là cái năm đó mấy bạn mất đi. Tại vì ở Mỹ họ có một cái tổ chức gọi là những cái người thuộc Hiệp hội Y khoa của Mỹ nhưng là gốc là Hungary. Thì họ có một cái hiệp hội đó hoạt động rất mạnh tại Mỹ. Thì dựa với cái hiệp hội này thì người ta đã có được là cái mối quan hệ giữa cái trường đại học này với ba trường đại học y nha dược tại Hungary. Tôi xin đi vào cái chương trình chính của trường. Đối với một học sinh Việt Nam khi thi vào trường khi thi vào trường đại học Debrecen thì các bạn sẽ có ba cái cơ hội. Thứ nhất là rớt, tức là không đậu. Thứ hai là các bạn đậu nhưng mà các bạn chưa vào được năm nhất liền thì các bạn phải học dự bị. Còn cái trường hợp thứ ba là các bạn có thể vào thẳng năm nhất. Cái chương trình này nó có hai kỳ nhập học, một kỳ là tháng 9 và một kỳ là tháng giêng. Thì nếu bạn nào đi tháng 9 thì có thể nói là học nó nhẹ nhàng hơn, với cái thời gian các bạn thoải mái hơn, các bạn có thể có những bạn là sợ có thời gian dư là coi luôn của bài cả năm nhất. Còn mấy bạn nào đi bắt đầu từ tháng giêng thì cái thời gian đó nó vừa đủ nên các bạn phải học liên tục nguyên một ngày. Còn đối với đi từ tháng 9 thì thường là các bạn học chỉ có nửa ngày. Các môn các bạn phải học là hóa, lý và sinh, tiếng Anh và tiếng Hungary cơ bản để các bạn có thể đi ra ngoài đường các bạn giao tiếp hay mua đồ. Tôi có, bởi vì tôi là người thực tế, tôi đi qua bên đó thì tôi có thể nói như thế này. Người dân trẻ của Hungary nói tiếng Anh rất tốt, nhưng người khoảng 45-50 trở lên thì người ta giao tiếp tiếng Anh không tốt. Người ta nói tiếng Đức tốt hơn, người ta nói tiếng Đức tốt hơn tiếng Anh đối với những người 45 tuổi trở lên. Còn bởi vì những người mà trẻ, thế hệ trẻ, học sinh trẻ hay là khoảng 30, ba mấy thì tiếng Anh của họ cực kỳ tốt. Nhưng mà 45 trở lên thì tiếng Anh không tốt. Còn môi trường học và ký túc xá của bạn thì các bạn không phải lo, bởi vì toàn là gặp sinh viên quốc tế thôi. Còn nếu các bạn chọn ngành y thì các bạn sẽ học 6 năm chính thức. Trong đó thì sẽ chia ra như thế này. Năm nhất và năm thứ hai thì các bạn học các môn căn bản và những cái môn mà bắt buộc gọi là xương sống đó thì mới lên được. Tôi có thể nói như thế là tôi theo cái chương trình học của các bạn rất sát và tôi thường xuyên tôi nói chuyện với các em mà hiện giờ đã là năm thứ tư, năm thứ năm và năm thứ sáu thì các bạn đều nói vậy, các bạn cố gắng qua 3 năm đầu đi. 3 năm đầu là 3 năm cực nhất chứ không phải 3 năm sau. 3 năm đầu lý thuyết cực kỳ nhiều, chỉ cố gắng qua được 3 năm đầu, 3 năm sau
thảnh thơi hơn rất nhiều. Còn phụ huynh nào muốn biết là con em mình cái ngày đó giờ đó làm cái gì, phụ huynh lên đây chúng tôi copy ra cho nguyên một quyển. Cái này chỉ là cái tựa và cái giờ học, tức là của học của các bạn thôi, thì nó là 351 trang, không kể bìa. Chỉ có cái tựa không kể bìa 351 trang cho ngành y 6 năm. Đưa ra không phải để hù các bạn, mà đưa ra để các bạn ý thức được học y không có dễ. Riêng cái ngành y chúng tôi không bao giờ ép phụ huynh cho con đi học. Chúng tôi chỉ làm hồ sơ cho phụ huynh khi nào chính bạn đó thích ngành y thật sự. Một ngày các bạn có thể ngủ 4 tiếng đến 6 tiếng không? Ai mà thấy ngủ dưới 8 tiếng là ngủ không được thì thôi ở nhà đi, đừng học y. Không có cái chuyện ngủ 8 tiếng đâu, chắc chắn là vậy. Chỉ trừ khi nào các bạn về các bạn nghỉ hè 2 tháng các bạn xả hơi gì đó ha, hoặc mới thi xong. Còn ngày bình thường trường này là thi kiểm tra liên tục, không có nghỉ gì được nhiều đâu. Năm thứ 6 các bạn sẽ có quyền đi thực tập ở Hungary hoặc các cái nước khác. Ăn thua là cái bệnh viện các bạn tìm được. Tuy nhiên trường họ không có yêu cầu các bạn đi tìm bệnh viện, bởi vì họ có cái bệnh viện lớn nhất đó rồi nên họ không có yêu cầu đi tìm. Bệnh nhân làm cũng ít nữa. Còn vấn đề là chỉ trừ khi nào các bạn muốn đi qua nước khác thực tập hay muốn về Việt Nam thì các bạn sẽ tự tìm. Đây là một số cơ sở vật chất mà chúng tôi đi, chúng tôi có chụp hình được. Đây là cái khu tòa nhà xây toàn bằng kiến. Tòa nhà Life Science. Đây là những cái bàn mà các bạn học sinh sẽ ngồi học suốt. Đây họ dựng các bàn suốt, học sinh ngồi học liên tục. Hình như các bạn trong năm nhất các bạn học ở đây rất là nhiều. Đây là trường y mà thấy tranh quá trời. Cái kỳ tôi đi qua tôi thấy phòng toàn là tranh. Đây là hai học sinh Trần Đại Nghĩa, có thể nói là cái lứa sau những cái bạn mà nổi tiếng của học sinh Việt Nam bên đó, thì hai bạn này bây giờ cũng trở thành siêu sao bên đó, học rất là xịn. Trường này họ có cái bệnh viện, theo như một cái bé học sinh bên Việt Nam bên đó, cái bé mà chủ tịch bạn Lê Ngọc Hòa Nhã nãy bạn có nói đó, thì cái bệnh viện này á, họ chuyên nhận những bệnh nhân từ những cái bệnh viện khác mà làm bất nổi thì chở tới cái bệnh viện này. Đây là cái máy mà trường này họ rất là hãnh diện, vì châu Âu có hai cái thì họ có một cái, châu Âu chỉ có hai cái thôi, họ có một cái. Tôi cũng không biết máy này làm gì, nhưng mà theo như tôi biết là đưa vô cắt lớp hay là cái gì đó mà. Tại vì tôi thấy là khi một cái người giáo sư khi giới thiệu với tôi là họ rất là tự hào. Nói gì? Công năng thêm nữa hay cái gì ở trong thì tôi không biết. Nhưng theo tôi biết là cắt lớp. Nhưng mà ngoài cắt lớp ra họ còn nhiều cái chức năng khác nữa. Mà cái ông bác sĩ, cái người bác sĩ nào họ phụ trách một cái phòng này là họ rất là hãnh diện để nói về cái chuyện này. Còn đây là bệnh viện. Đây là một cái phòng mẫu của bệnh nhân nằm bên đó. Đây là giường một người, tủ, rồi bàn ghế rất là đẹp. Vô bệnh viện là không nghe mùi gì hết ha. Tôi đi suốt ở trong cái bệnh viện này cả ngày để chụp những cái cơ sở vật chất cũng như làm việc với các bác sĩ đó. Còn đây là các bạn năm nhất sẽ nhìn xuống quan sát khi các bạn chưa được vào phòng mổ. Họ thiết kế là mổ ở dưới, các bạn sẽ nhìn trên tấm kính nhìn xuống. Khi mà tôi đến là quá trời học sinh, họ đứng trên đây họ nhìn xuống quan sát như thế này. Còn về ngành nha thì là 5 năm. Ngành nha thì cơ bản là trong năm 1 và năm 2 là các bạn cũng học giống y. Tuy nhiên thì nó có những cái môn đặc trưng cho ngành nha. Còn tới cái năm thứ 4, năm thứ 5